Ngày hôm nay Cát Thi sẽ kể cho mọi người nghe cái câu chuyện là về ma cây mẹ bồng con. Cái câu chuyện á, nó cách đây khoảng trước giải phóng, là thời một cuộc chiến tranh của Mỹ á. Thì Cát Thi nghe cái câu chuyện cũng có một ngôi nhà nọ, rồi những người mà nước ngoài á, những người Mỹ á, người ta chiến tranh, người ta xâm lược vô đất nước Việt Nam mình á, để người ta chiếm nước mình. Thì lúc đó nói chung là thời giặc Mỹ nó tàn bạo lắm. Nó thả mìn, thả lựu đạn, nó lấy súng nó nã. Thì trong cái xóm nọ nó nã súng á, chết biết bao nhiêu người. Rồi kèm theo mọi người biết cái gì nữa không? Nó thả lựu đạn á, mà lúc đó từ ở trên cao máy bay nó thả một trái lựu đạn xuống tại cái xóm đó. Mà xóm đó ở vùng quê, thì vừa thả xuống một cái đùng thì dân người ta biết, người ta đi hết trơn rồi. Chỉ còn một bà này, bà mới vừa sanh, bà đợi chồng bà đi ruộng á về rồi mới dọn đồ đi luôn. Thì lúc đó bà mới vừa sanh được mấy ngày, đang nằm mổ. Thì khiến làm sao á, cái bà đang nằm cho con bú, thì dân xung quanh ta đi hết rồi. Thì bà y là theo cái kiểu là biết chừng nào mới có. Thì bây giờ đợi thêm tí xíu nữa cũng không sao. Thì bà đang nằm cho con bú ở trên máy bay á, nó thả nguyên một trái gọi là đại liên á xuống, nổ rồi cái bùm, nguyên cái làng đó người ta đi hết rồi, có mình nhà bà chưa có đi. Để chạy giặc á, người ta gọi là chạy giặc á. Thì xui thay bà với con bà chết. Thì chồng về chỉ thấy một cái hố, giống như cái hố ga vậy đó, bự vậy đó. Bà chỉ thấy cái hố đó thôi, bà không thấy lộn, chồng bà chỉ thấy cái hố đó, không thấy mẹ con đâu hết. Chồng bà ôm quỳ trước cái hố đó khóc lóc, mà không biết xác văng ở đâu, mất tiêu xác, mất tiêu con, mất tiêu vợ. Rồi khoảng mấy chục năm về sau, chỗ đó ngay nhà bả luôn tự nhiên mọc lên cây me. Thì sau thời gian giải phóng, người ta cũng dựng nhà ở để người ta ở nè, ta mọc lên cây me. Thì bảm cái mọc lên cây me đó, người ta cũng thấy cây me mát nè, người ta đâu có muốn chặt, người ta để cây me đó, người ta ở. Vừa cất nhà ở đó vừa cây me, nhưng mới vừa cất được căn nhà khoảng mấy tháng sau, thì tự nhiên á, ban đêm á, thấy có một người mẹ mặc áo trắng bồng một người con mà bé thôi, ôm hoài vậy đó. Mà tối ha, rồi tôi nói cho gà mấy người ơi, tối á, bà còn hát cái câu giống như hồi xưa, dí dầu tình bầu muôn thôi, bầu gieo tiếng dữ hò ơi, bầu gieo tiếng dữ cho rồi bầu đi. Bà hò, bà gu con quá, mà ban đêm ai cũng nghe cái câu lãnh lót của bà. Thì cái bà mà trong căn nhà đó đó đang nằm ngủ, thì nghe tiếng hò, mới dọn về được có mấy ngày mà nghe tiếng hò, mới hỏi ủa ai mà đẻ con mà gu con để hò vậy trời. Mới mở cửa ra thì không thấy ai hết, không thấy ai hết. Qua ngày mai cũng lại nghe tiếng hò nữa, mà mỗi ngày là cái câu hò lại khác, câu gu con lại khác. Thì một hôm bà này bà bực bội quá, bà mới bực bội quá, bà mới nói là cái gì đâu mà cứ hò hoài vậy trời.
gình coi, gình bà này là ai, rồi ra chửi ba một tăng. Thì mới gình ngay cửa sổ á, thấy một bà để tóc dài, mặc áo trắng, bỗng một người con, gu con ngủ mà không chân, không có chân nha, bay lưng lửng đó, cứ ôm con gu hoài, gu hoài. Thì người mẹ mới xoay qua, thì bà đó đó mặt mày đầy máu me đứng nhìn bà người trong nhà lại. Thì bà trong nhà bà đang gình mà bà thấy bà xanh mặt mày, bà gụng gời tay chân, bà mới bước chạy vô phòng, bà nằm bà ngủ. Sáng ngày bà mới nghe, rồi bà thấy thôi, bà mới kêu ông thầy lại coi bà. Thì ông thầy mới nói á, cái đó á là người khuất mặt khuất mày, bà mua đồ về bà cúng đi. Thì ông thầy ông chỉ như vậy, bà này bà nghe, mua đồ về cúng. Thì hỏi mua đồ về cúng á, họ mưa quá vô má ơi, mưa quá đi vô, mưa quá. Lý do kỹ thuật mưa quá lớn cho nên cả nhóm chạy gì hết bạn ơi. Đang một cái chuyện mưa nó ập xuống, trời ơi không còn là BD nữa, bây giờ thành một cái thằng đàn ông rồi. Mưa rất lớn nhân bạn cho nên kể chuyện đã ngừng tại đây. Hẹn gặp mọi người clip tiếp theo nha.